Trung tướng Ngô Quang Trưởng và cuộc đại phản công Lôi Phong. Tác giả Phạm Phong Dinh. Tập thứ hai. Những trận đánh mở màn. Cuộc hành quân đầu tiên sau những ngày triệt binh u ám của một ý nghĩa thật quan trọng. Trung tướng trưởng muốn dành một sự ngạc nhiên cực kỳ cho quân cộng. Khi ông lệnh cho Đại tá Lân tổ chức cuộc hành quân Lam Sơn 72 sóng thần năm tấn công bất ngờ và chớp nhoáng quận Hải Lăng đang nằm trong tay giặc, và lệnh cho quân ta phải bắt nhiều tù binh để khai thác tin tức. Trung đoàn 4 bộ binh, trung đoàn thiện chiến của sư đoàn 2 bộ binh phía nam đèo Hải Vân được điều động ra trám tuyến Mỹ Chánh để cho lữ đoàn 369 Mũ Xanh xuất quân xung trận. Ngày 13 tháng 5 năm 72, tiểu đoàn 3 sói biển của thiếu tá Lê Bá Bình, tiểu đoàn đã chặn giặc một tháng trời tại chiến tuyến Đông Hà. Tiểu đoàn 6 thần ưng của thiếu tá Hồ Hữu Tùng mà đã bắn cháy khoảng 20 chiếc T-54 địch tại mặt trận Tây Ái Tử tại căn cứ Phượng Hoàng, được những chiếc trực thăng khổng lồ CH-46 và CH-53 của thủy quân lục chiến Mỹ bốc lên từ căn cứ Charlie cách Mỹ Chánh 9 cây số về hướng Nam, có sự chứng kiến của Trung tướng trưởng, và thả xuống phía đông bắc Hải Lăng 2 cây số. Khi quân Mũ Xanh tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến của Trung tá Đỗ Hữu Tùng nhảy xuống lúc 9:30 sáng, còn cách Hải Lăng 800 thước, quân địch mới choàng tỉnh, nhưng đã quá muộn. Quân ta đã tràn tới sát nách vị trí của giặc và tấn công rất dữ. Sau 2 tuần tiểu đoàn tái trang bị và nhận bổ sung, những người lính mới Mũ Xanh đã dũng mãnh xung sát trên những hầm hố giao thông hào quân cộng. 3 chiến xa PT-76 chưa kịp phản ứng đã bị bắn cháy ngay tại chỗ. 97 cộng quân thề sinh Bắc Tử Nam đã được chiến sĩ Cộng Hòa cho được thỏa nguyện. Một chiến sĩ của ta thất lạc bị giặc bắt đã được quân Mũ Xanh giải thoát. Đến 11:25, tiểu đoàn 3 Mũ Xanh của thiếu tá Lê Bá Bình với lời thề bên dòng sông Đông Hà, thủy quân lục chiến còn một hơi thở là còn giữ Đông Hà, nhảy xuống phía đông Hải Lăng 3 cây số trong khu vực thôn Vĩnh Định, đã chạm súng lớn với địch, đưa lên thiên đàng thêm được 82 sinh Bắc Tử Nam nữa, phá hủy được 2 cổ đại pháo 130 ly ghê tởm của chúng. Một cánh quân thứ 3 xuất phát từ bờ Nam sông Mỹ Chánh, tiểu đoàn 9 thủy quân lục chiến của Trung tá Nguyễn Kim Để vượt sông hồi 5 giờ sáng, hành quân bộ đánh thẳng lên hướng Đông Bắc. Trung đoàn 66 của sư đoàn 304 Bắc Việt bất ngờ bị kẹt trong hai hướng tấn kích của lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến, từ Bắc xuống và từ Nam đánh lên. Các chiến sĩ tiểu đoàn 9 Mãnh Hổ đã xung phong cường kích qua một cánh đồng khô rộng đến 400 thước, tấn công trực diện vào các thành phần trung đoàn 66 cộng quân, loại khỏi vòng chiến 87 lính Bắc Việt nữa. Một sự kiện xảy ra thật bất ngờ, làm cho quân ta choáng váng nghẹn ngào. Khoảng 1.300 đồng bào bị kẹt ở Hải Lăng từ khắp mọi ngã rùng rùng chạy ra níu lấy chiến sĩ ta khóc lóc thảm thiết. Những người lính Mũ Xanh đau xót nhìn những ông bà cụ hom hem lưng còng tóc bạc, những người đàn bà ốm gầy đen nhẻm vì nắng gió, những em bé còi cọc đói khát, những cặp mắt khổ đau đến cùng cực ánh lên niềm vui sướng tràn rủa nước mắt vì đã gặp lại lính mình, những anh lính Cộng Hòa. Cảm động hơn nữa khi có một người chị tay xách nách mang 7 đứa con dại dẫn ra trao lại cho quân ta 3 chiến sĩ thất lạc đơn vị mà chị đã giúp ẩn trốn dưới hầm trong căn nhà lá nhỏ đơn sơ của chị. Người chị cao cả đó là chị Thạch Thị Định. 3 người lính, một thủy quân lục chiến, một sư đoàn 3 bộ binh và một nghĩa quân của chúng ta đã may mắn chạy trốn vào đúng nhà của chị Định khi lui binh từ Quảng Trị về Mỹ Chánh, và đã được che giấu dưới hầm từ dạo ấy, giữa vòng vây của bầy lan sói. Cuộc hành quân 72 sóng thần năm của sư đoàn thủy quân lục chiến thành công tốt đẹp như dự liệu. Chiều cùng ngày 13 tháng 5, các tiểu đoàn 36 và 9 Mũ Xanh đã bắt được tay nhau bên bờ bắc sông Mỹ Chánh cùng với nhiều tù binh. Đồng bào Hải Lăng được quân ta giải thoát, đã lên những chiếc trực thăng khá lớn của không lực Hoa Kỳ về đến Huế, được các cơ quan trách nhiệm tiếp đón cứu trợ và tạm cư trong những trại tiếp nhận của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Sau chiến thắng Mỹ Chánh ngày 2 tháng 5 năm 72, chiến thắng Hải Lăng có một ý nghĩa thật đặc biệt, khi nó đã vượt lên tinh thần chiến đấu của quân dân trị thiên, nó đã giáng lên đầu quân giặc một đòn bất ngờ làm choáng váng cấp chỉ huy địch. Chúng vẫn cứ tưởng là sau cơn lôi binh của sư đoàn 3 bộ binh,
quân Nam sẽ bị một cú sốc nặng nề, còn rất lâu mới gượng lên nổi. Nhưng những người chỉ huy mặt trận Trị Thiên, kế bọn lãnh đạo Hà Nội, trong đó có tướng Huyền Thoại Võ Nguyên Giáp, phải hiểu rằng chúng đang đương đầu với những danh tướng của Việt Nam Cộng Hòa. Trong một cuộc chiến tranh tổng lực như thế này, nhờ cậy vào hỏa lực cộng với những cơn sóng biển người đã được cho uống thuốc kích thích, hay xích chân binh lính của chúng vào xe tăng hay súng máy chưa đủ, còn cần có chất xám của bộ não, cái mà chúng không có hay có rất ít. Cuộc thử nghiệm sóng thần đã cho Trung tướng trưởng và bộ tham mưu của ông rút ra được một kết luận cần thiết, rằng sức mạnh của địch đã sút giảm nghiêm trọng, chúng không còn khả năng đánh chiếm được Huế. Để trắc nghiệm thêm sức phản ứng của cộng quân, Trung tướng trưởng quyết định tổ chức cuộc hành quân đại bàng 72C. Lữ đoàn 2 dù của Đại tá Lịch được giao trọng trách đánh ra hướng Tây Nam, là nơi mà mật độ tập trung binh lực của địch rất đậm đặc, gồm các đơn vị thuộc hai sư đoàn 304 và 324B thiện chiến. Mặt trận phía Tây Nam nằm trong một vùng gai lửa, với núi rừng cực kỳ nguy hiểm. Quân dù sẽ phải nằm trong tầm bắn của pháo binh địch, kể cả những loại súng cối tầm gần như 61 ly và 82 ly. Hồi 6 giờ sáng ngày 16 tháng 5, các tiểu đoàn 7, 9 và 11 dù xuất phát tấn công với sự yểm trợ hỏa lực của một chi đoàn chiến xa M41 và một chi đoàn thiết quân vận M113 đã chạm với những lực lượng rất cứng của địch lúc 10 giờ. Cộng quân có lợi thế, dựa vào núi rừng hiểm hóc và công sự rất vững chắc, đã gây khó khăn cho đà tiến của lữ đoàn 2 nhảy dù. Cắt với cuộc hành quân sóng thần 5, hành quân đại bàng 72C kéo dài đến mãi ngày 27 tháng 6 mới chấm dứt. Chỉ sau đó một ngày, toàn sư đoàn dù vượt sông Mỹ Chánh chính thức mở cuộc phản công tái chiếm Quảng Trị. Cuộc hành quân đại bàng 72C đã cầm chân hai sư đoàn cộng quân ở phía Tây Nam Mỹ Chánh, làm cho chúng bị thiệt hại và tiêu hao, để sư đoàn thủy quân lục chiến mở thêm những cuộc hành quân sóng thần kế tiếp. Thật có, mà giả cũng có, để cho cấp chỉ huy địch lúng túng trong hỏa mù của cấp chỉ huy quân lực Việt Nam Cộng Hòa và bị dồn vào thế bị động. Để có thể được rảnh tay đối phó với những biến chuyển dồn dập tại mặt trận Trị Thiên, Trung tướng trưởng đã đề cử Trung tướng Lâm Quang Thi vào chức vụ tư lệnh phó quân đoàn 1 phụ trách mặt trận Nam Hải Vân. Đến xa Huỳnh Quảng Ngãi, giáp tranh với tỉnh Bình Định của quân khu 2, bao gồm thị xã Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Tĩnh, Quảng Ngãi. Mặt trận Nam Hải Vân do sư đoàn 2 bộ binh của chuẩn tướng Phan Hòa Hiệp, về sau chuẩn tướng Trần Văn Nhật thay thế, đương đầu với các sư đoàn 23 và 711 Bắc Việt, bảo đảm an toàn phía nam quân khu 1 để nhảy dù thủy quân lục chiến biệt động quân và kỵ binh của ta đánh lên hướng Bắc trong cuộc hành quân lôi phong. Trung tướng trưởng đặc biệt sử dụng tối đa các toán lôi hổ thuộc nha kỹ thuật Bộ Tổng Tham mưu tung vào rừng núi Trường Sơn để lấy tin tức và tìm cho được vị trí các khẩu pháo nặng 130 ly, 152 ly và 122 ly. Cộng quân thường đặt pháo trên những cao địa như sườn đồi, sườn núi có cây cối rậm rạp che phủ. Mỗi khẩu được đặt trong một cái hang, khi bắn nó lấp ló thục ra thục vào như những con chuột. Ngay cả máy bay quan sát cũng khó phát hiện. Chỉ khi các chiến sĩ viễn thám của ta phải lặn lội tới nơi ghi dấu được tọa độ của chúng để gọi pháo binh hay phi cơ oanh kích, hoặc bộ binh đổ quân chớp nhón phá hủy, nào đã thế mà thôi đâu. Đi kèm với pháo bao giờ cũng có những đơn vị phòng không có radar dò tìm và báo động máy bay. Cẩn thận hơn nhiều, toán xạ thủ trang bị hỏa tiễn SA-7 tập nhiệt bảo vệ các khẩu pháo. Pháo binh là hỏa lực sinh tử của quân Bắc Việt và là nỗi khó khăn chồng chất mà quân ta phải đương đầu. Quân ta không có loại đại bác tương đương với loại 130 ly, ngoại trừ loại 175 ly thiết trí trên bánh xe xích nặng nề, chỉ mới được trang bị cho binh chủng pháo binh và chưa chứng tỏ hiệu năng mong muốn. Tuy nhiên, Trung tướng trưởng ước lượng tình hình, đã đến lúc thuận tiện để ông mở cuộc đại phản công thực sự vào Quảng Trị, nên ông trình xin Bộ Tổng Tham mưu tăng cường đầy đủ sư đoàn dù với 3 lữ đoàn cho mặt trận hỏa tuyến. Bộ Tổng Tham mưu chấp thuận. Ngày 22 tháng 5 năm 72, Bộ Tư lệnh sư đoàn nhảy dù ra đến Huế và lập bản doanh trong căn cứ Hiệp Khánh. Trong lúc chờ đợi các sư đoàn 1 và 3 dù được không vận ra Huế, thì mặt trận Mỹ Chánh đột nhiên nổ lớn.
Với những cuộc hỗn chiến đẫm máu giữa quân cộng với thủy quân lục chiến và liên đoàn 1 biệt động quân kéo dài từ Quảng Trị xuống đến mặt trận Tây Nam Mỹ Chánh, diễn ra từ ngày 21 tháng 5 năm 72 đến ngày 27 tháng 5 năm 72, mặt trận Quảng Trị quá lớn, với sự có mặt 5 sư đoàn cộng quân gồm các sư đoàn 304, 308, 312, 320B, 324B và 325, cùng nhiều trung đoàn bộ binh biệt lập, pháo binh chiến xa đặc công phòng không. Phía Việt Nam Cộng Hòa có các sư đoàn dù thủy quân lục chiến, sư đoàn 1 bộ binh, liên đoàn 1 biệt động quân, lữ đoàn 1 kỵ binh và trung đoàn 4 bộ binh của sư đoàn 2 bộ binh ra tăng cường, cùng lực lượng địa phương quân nghĩa quân. Những cuộc hành quân đại bàng và sóng thần đánh vào những vị trí địch đã gây nên những xáo trộn nặng nề trong hàng ngũ quân cộng. Người tư lệnh quân đoàn 70B Bắc Việt buộc phải tính toán mở những cuộc phản kích để giành lại thế công ban đầu. Vì vậy, sư đoàn 304 Điện Biên thiện chiến nhất nhận trách nhiệm bằng mọi giá phải tìm cách chọc thủng chiến tuyến Mỹ Chánh. Sư đoàn 304 trong những ngày giao tranh tháng 4 năm 72 đã bị quân sư đoàn 3 bộ binh đánh thiệt hại rất nặng. Nhưng sau khi bổ sung quân số và tái trang bị thì nó vẫn là một sư đoàn rất mạnh và luôn luôn gây nhiều khó khăn cho quân Cộng Hòa. Rạng sáng ngày 21 tháng 5 năm 72, các đơn vị của sư đoàn 304 Bắc Việt cùng chiến xa các loại, có thêm loại chiến xa mới, PTR-85 và cả thiết vận xa M113 tịch thu được của quân ta, mở nhiều mũi đột phá dữ dội vào chiến tuyến Mỹ Chánh, đang do lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến trấn giữ. Quân địch xuất phát từ Hải Lăng, những toán tiền phong của địch, mặc y phục tràn ri của thủy quân lục chiến, màu hoa rừng cố biệt động cầm M16 áp sát vào các vị trí phòng thủ của địa phương quân ở cầu Vân Trình tại 9 cây số đông bắc Mỹ Chánh. Nhờ vào những chiếc M113 dẫn đầu và giả dạng quân bạn, nên cộng quân đã tiến đến thật gần cầu rồi bất ngờ khạc đạn đủ loại vào các chiến sĩ diện địa. Lực lượng địa phương quân đúng thế phải giật sập cầu Vân Trình và trút về phía sau 2 cây số. Tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến lập tức xông lên trám được lỗ hổng này, trong khi đó một tiểu đoàn cộng quân mô toan vượt sông Mỹ Chánh tại một điểm cách cầu hơn 4 cây số đã bị các phi cơ A1 và A37 của không quân Việt Nam xạ kích ngăn chặn được và phá hủy 2 chiến xa. Trong cuộc chiến đấu khốc liệt mùa hè bão lửa, các phi công không quân Việt Nam đã thực hiện nhiều phi vụ cảm tử, quyết một mất một còn với quân Bắc xâm lăng để cứu nguy cho các đơn vị bộ binh bạn. Không có những người anh hùng không gian này, chắc chắn quân bộ binh của ta sẽ gặp nhiều khốn đốn khi phải cực nhọc đương đầu với lực lượng chiến xa kinh khủng của giặc. Những chiếc máy bay cũ kỹ A1 và A37 thời cận hậu đệ nhị thế chiến đã trở nên là những món đồ chơi mỏng manh trước dàn phòng không tối tân 12 ly 7, 13 ly 7, đại bác phòng không 20 ly. Đặc biệt các dàn phóng hỏa tiễn SAM và hỏa tiễn SA-7 tầm nhiệt cầm tay của quân cộng, nhưng những người chiến sĩ áo màu xanh da trời của quân lực Việt Nam Cộng Hòa không còn chọn lựa nào khác. Ngoài việc chấp nhận chiến đấu ở thế hạ phong, chiến đấu trong mọi thời tiết dù sương mù hay nắng chói và quyết hy sinh tuổi thanh xuân cho sự sống còn của dân tộc, nhiều chiếc A-1, A-37 và trực thăng UH-1 đã cháy bùng nổ thành ngàn mảnh vụn. Thịt xương các anh đã vung vãi đau đớn giữa trời và đất để giữ vẹn màu cờ tổ quốc. Anh hùng không quân Trần Thế Vinh hạ hàng chục chiếc tăng địch trong những giờ phút nguy nan nhất của quân bạn, rồi cũng phải đành chịu gãy cánh vì một chiếc SA-7. Và nhiều phi công anh hùng khác theo vết chân anh đi vào lịch sử trên bầu trời Quảng Trị. Liên đoàn 1 biệt động quân được lệnh hành quân tham chiến tăng cường những mặt trận đỏ lửa nhất. Tiểu đoàn 39 Mũ Nâu tiến quân bắt tay với tiểu đoàn 9 thủy quân lục chiến, giữ cứng ngắc mặt nam sông Mỹ Chánh, truy quét những chốt địch đã xâm nhập. Cánh quân ăn mặc giả dạng lính mũ xanh, mũ nâu và đoàn chiến xa M113 của chúng, đụng phải những tay súng dũng mãnh của tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến. Thiếu tá Lê Bá Bình, người đã chẳng giặc trồng rã một tháng trời tại chuyến tuyến Đông Hà, lần này ông cũng đã góp công chẳng giặc tại Mỹ Chánh. Theo lệnh thiếu tá Bình, toàn tiểu đoàn bình tĩnh, dương những khẩu M72 bà già giết giặc, chờ địch đến sát khoảng trong 100 thước mới bắt đầu nổ súng. Những ánh lửa màu da cam nổ bùng trên những khối sắt thép đen xì của chiến xa giặc.
Ngay trong loạt đạn đầu tiên, các mẫu danh đã bắn cháy 7 chiếc PT-76. Mặc dù bị tổn thất trên khắp mặt trận, những người sư trưởng sư đoàn 304 vẫn phải thúc quân tiến lên. Ông ta không còn cách nào khác ngoài việc nướng thêm nhiều con tốt thí tội nghiệp. Ngay cả cái đầu của ông ta cũng không chắc nằm trên cái cổ nếu ông ta tự động rút quân mà không có lệnh trên. Sáng ngày 22 tháng 5, đến lượt chiến sĩ tiểu đoàn 8 ó biển tàn sát chiến xa giặc. Hành động y hệt như tiểu đoàn 3 sói biển, cộng thêm với loại hỏa tiễn TOW mới về, và các dàn phóng 105 ly trực xạ cũng đã bắn cháy hàng chục xe tăng các loại. Cuộc phản kích của sư đoàn 304 Bắc Việt hoàn toàn bị thảm bại, quân địch bỏ chạy tán loạn trở về hướng Bắc. Trong vòng vài giờ đồng hồ sau đó, đại tá Bùi Thế Lân, tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến đã đáp xuống trận địa còn nghe ngút mùi thuốc súng nhiệt liệt, tưởng thưởng những chiến sĩ hữu công của liên đoàn 369 Mũ Xanh. Quân địch bị thiệt hại quân số tương đương một trung đoàn, 20 chiến xa bị hủy diệt, 200 súng đủ loại bị quân ta tịch thu. Trong lúc mặt trận Mỹ Chánh súng đạn hai bên vẫn còn đang nổ rành trời, thì Trung tướng trưởng quyết định giành lại mặt trận B5 cho quân đoàn 70B, một ngạc nhiên chết chóc khác. Khi ông phóng ra một cuộc hành quân đột kích bất ngờ vào hậu tuyến giặc ở Hải Lăng bằng cuộc hành quân Lam Sơn 72 sóng thần 6, lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến của đại tá Nguyễn Năng Bảo chịu trách nhiệm tấn công. Sau khi đã lấy được sức mạnh từ hai cuộc triệt thoái Mai Lộc đầu tháng 4 năm 72 và Quảng Trị ngày 2 tháng 5, cũng giống như cuộc đột kích Hải Lăng ngày 13 tháng 5, cuộc đột kích lần thứ nhì được thiết kế trong bí mật tuyệt đối, mục tiêu là khu vực đóng quân của Trung đoàn 66 thuộc Trung đoàn 304 Bắc Việt. Lúc 8 giờ 15 sáng ngày 24 tháng 5, tiểu đoàn 7 Hồng Xám được chở ra các chiến hạm Hoa Kỳ ngoài khơi Quảng Trị. Từ đó được các hải vận hạm cập vào gần và đổ bộ ào ạt lên dải bờ cát trắng thuộc thôn Mỹ Thủy cách Đông Bắc Hải Lăng 12 cây số. Đây là cuộc đổ bộ đúng bài bản binh thư chiến thuật của binh chủng thủy quân lục chiến, lần đầu tiên trong lịch sử thành lập binh chủng từ ngày 1 tháng 10 năm 54. Những chiến sĩ mũ xanh xứng đáng với danh hiệu những đợt sóng thần hay những con cọp biển. Sau 15 phút quân ta đã đánh chiếm được một kho quân nhu của địch, tìm thấy nhiều loại thực phẩm của Trung Cộng, hơn 200 bao gạo sấy bị phá hủy. Một tiếng đồng hồ sau, tiểu đoàn 6 thần ưng được 18 trực thăng khổng lồ của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đổ xuống ngay sát nách bản doanh Trung đoàn 66 Bắc Việt. Quân ta xông vào bắn phá tứ tung làm cho bộ chỉ huy Trung đoàn giặc và binh lính tháo lui hỗn loạn. Cùng thời điểm đó, không đoàn 51 chiến thuật của sư đoàn 1 không quân thả tiểu đoàn 4 Kình Ngư xuống 16 cây số đông nam Hải Lăng, để từ đây quân Kình Ngư tấn công lên bắt tay với hai tiểu đoàn bạn. Cùng thời điểm đó, liên đoàn 1 biệt động quân cũng cho hai tiểu đoàn 21 và 37 mũ nâu nhảy trực thăng vận xuống hai mục tiêu 12 và 14 nằm gần sông Âu Lâu, là một nhánh sông của Mỹ Chánh, đánh thốc lên hướng Bắc bắt tay với tiểu đoàn 4 mũ xanh. Như vậy là Trung đoàn 66 đã bị bao vây ba bên bốn bề, nằm trong vòng vây thắt ngạt của quân Nam, chỉ có cầm cự trối chết và xin quân tiếp cứu. Một sự kiện cảm động nữa đã lặp lại giống như ngày 13 tháng 5, khoảng 5.000 đồng bào bị kẹt trong nanh vuốt tanh tưởi của binh đội Cộng sản, chạy tràn về phía quân ta nếu lấy khóc nức nở. Ký giả chiến trường nổi tiếng Nguyễn Tú, theo sát các cánh tiền quân đã cảm xúc thuật lại cuộc gặp mặt đầy nước mắt đó như sau. Trong vùng hành quân của tiểu đoàn 6 và 7 thủy quân lục chiến, hàng ngàn đồng bào mặc áo trắng đội nón lá lấp lánh dưới ánh mặt trời gay gắt đã bồng bế dìu nhau rời thôn xóm về Nam cùng các anh chiến sĩ. Họ gồm đủ hạng người, trẻ nít còn phải ẩm cho bú, trẻ con đã đi được, thiếu niên, thanh nữ, thiếu phụ, bà già, ông lão, tất cả đều đói khát và mệt mỏi. Một bà già 70 tuổi, lưng cong gập 90 độ vẫn cố lê bước trên bãi cát nóng bỏng chân. Tất cả gia sản của bà là chiếc gậy tre, bây giờ là cột trụ độc nhất của đời bà. Cuộc quyết chiến tái chiếm cổ thành Đinh Công Tráng của Đại quân Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 30 tháng 5, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu một lần nữa bay ra Huế để quan sát tình hình quân sự quân khu 1. Tại cửa ngõ Môn Hoàng Thành, Tổng thống Thiệu đã trân trọng gắn loan vinh thăng chuẩn tướng cho Đại tá Bùi Thế Lân, tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến,
và tưởng thưởng nhiều chiến sĩ hữu công của những đơn vị tham chiến tại mặt trận Mỹ Chánh. Sự có mặt lần thứ hai của Tổng thống Thiệu tại vùng trời giới tuyến trong lúc tình hình hãy còn hết sức ngột ngạt và nguy hiểm cho vị Tổng tư lệnh. Khi mà mới chỉ có vài ngày trước đó, quân hai bên còn đánh nhau những trận long trời, đã tạo nên thành một bầu không khí phấn chấn trong toàn quân và nâng cao hùng khí chiến đấu của quân ta. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1, Quân khu 1 nhận lệnh rõ ràng nhất của Tổng thống Thiệu, tái chiếm Quảng Trị. Trung tướng Ngô Quang Trưởng đứng nghiêm chào nhận lệnh, ông sẽ ấn định ngày D là ngày mà các lực lượng hiện đang có mặt tại mặt trận Trị Thiên sẽ xuất phát tấn công mạnh mẽ lên hướng Bắc. Bộ Tham mưu Quân đoàn 1 soạn thảo tỉ mỉ kế hoạch phản công mà Trung tướng trưởng sẽ đặt cho một cái tên nói lên ý chí hừng hực chiến thắng, Lôi Phong. Một cơn phong ba khốc liệt sẽ dậy lên và sẽ thổi tung quét sạch quân giặc gớm ghiếc trở về phương Bắc. Để chuẩn bị cho kế hoạch Lôi Phong, một chiến dịch mở màn sẽ được khai diễn với ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, 10 ngày đầu tiên của tháng 6 năm 72, tất cả các đơn vị tham chiến đều được tái phối trí lại những vị trí trọng yếu. Giai đoạn thứ hai, từ ngày 11 đến 18 tháng 6, sư đoàn 1 bộ binh của Thiếu tướng Phạm Văn Phú sẽ đánh mạnh về hướng Tây Huế, cho đến căn cứ Vergel là căn cứ cực Tây của sư đoàn đang nằm trong tay giặc. Trong khi đó, sư đoàn thủy quân lục chiến và sư đoàn dù mở những cuộc tấn kích hạn chế thăm dò phản ứng của quân cộng ở phía bắc chiến tuyến Mỹ Chánh để có thể đạt được hiệu năng cao nhất. Quân đoàn 1 trình Bộ Tổng tham mưu tăng phái liên đoàn 81 biệt cách dù và một liên đoàn biệt động quân, đồng thời chính thức sáp nhập trung đoàn 51 bộ binh biệt lập từ mặt trận Nam Hải Vân ra tăng cường mặt trận Trị Thiên vào làm thành phần của sư đoàn 1 bộ binh. Phi đoàn trực thăng 219 lừng danh của không quân Việt Nam cũng sẽ được di chuyển từ Đà Nẵng ra Huế để thực hiện những chuyến bay thả toán bí mật tối cần thiết. Giai đoạn thứ ba, từ ngày 19 đến 27 tháng 6, thực hiện những cuộc hành quân giả để đánh lừa quân cộng và làm cấp chỉ huy cộng sản bối rối, tạo một màn hỏa mù để chúng không còn biết đâu là diện, đâu là điểm tấn công thật sự của quân ta. Sau tất cả những giai đoạn này, ngày D 28 tháng 6, tất cả đại đơn vị Trị Thiên sẽ vượt sông Mỹ Chánh, đánh tới đâu giao cho địa phương quân Nghĩa Quân và các cơ quan hành chánh giữ đến đó. Hai ngày trước khi ngày D của kế hoạch Lôi Phong khởi diễn, một cơn sấm sét bão lửa gồm hỏa lực pháo binh không quân chiến thuật hải pháo và pháo đài bay B-52 sẽ trút hết chốc xuống không thương tiếc lên tất cả những vị trí rễ quân hầm hố giao thông hào, căn cứ tiếp liệu hậu cần của địch. Để có được những tọa độ này, nhiều toán viễn thám lôi hổ của nhà kỹ thuật sẽ được thả xuống thâm nhập thật sâu vào hậu tuyến địch. Công tác âm thầm mà anh dũng này được thực hiện trong tuyệt đối bí mật. Bọn nằm vùng trong các đơn vị tác chiến của quân ta không thể nào biết được. Những tọa độ tử thần ấy đã được những người chiến sĩ viễn thám của chúng ta gửi về đầy đủ, cộng thêm những không ảnh chính xác, chỉ chờ đến giờ G, ngày N2. Khi tướng trưởng ban lệnh khai hỏa thì quân giặc sẽ được nếm cùng cái cảm giác đớn đau kinh hoàng mà chúng đã tàn nhẫn trải lên đầu hàng trăm ngàn thường dân vô tội chạy trốn cộng sản trong tháng 4 năm 72. Cho chúng biết tài thao lược anh hùng hào kiệt của nước Nam. Ngoài chuyện đối lực trên chiến trường, bọn chúng còn phải đấu trí với cấp chỉ huy của quân ta. Chúng sẽ không còn có cơ hội buộc quân Nam chơi theo thiết kế của chúng. Trung tướng trưởng sẽ buộc bọn tướng tá Hà Nội chơi theo thiết kế của quân ta. Ông sẽ giăng một cái bẫy thật lớn, làm cho bọn tướng chỉ huy giặc phải hối hả điều động và phối trí các đơn vị của chúng theo ý ông muốn và sẽ hưng lấy cơn thịnh nộ của hỏa lực quân Nam. Cuộc đấu trí trên chiến trường Quảng Trị. Để có thể thực hiện được công việc khó khăn này, vì dù sao bọn tướng tá giặc cũng là những con hổ chồng quỷ quái không thể khinh thường, Trung tướng trưởng cho soạn thảo một kế hoạch mang tên hồ sơ G, đặt dưới quyền chỉ huy xuất sắc của Đại tá Lê Quang Nhân, phụ tá đặc biệt Tư lệnh Quân đoàn 1, có một căn phòng riêng để chuyên lo công việc. Đại tá Lê Quang Nhân là một trong những sĩ quan phụ tá xuất sắc của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 đã cùng bay ra quân khu 1 với tướng trưởng chiều ngày 3 tháng 5. Kế hoạch G có nghĩa là giả, có tính cách nghi binh, hư hư thực thực, tung tin giả tạo, thậm chí tổ chức những cuộc hành quân giả. Đại tá Nhân cho tung ra những tin tức giả tạo nhằm thâm nhập vào các cơ quan đầu não và hàng ngũ địch.
những lời đồn đãi trĩ tai được chế tạo và xuất phát từ Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 lan truyền vào dân chúng, thông qua bọn nằm vùng đến tận các đơn vị địch. Những công văn công điện gửi đến các đại đơn vị, nếu mang chữ G, các chỉ huy của ta sẽ biết đó là lệnh giả, không phải thi hành. Đại tá Nhân và các cộng sự viên đã khéo léo gửi những bức công điện này lọt vào các tần số nghe lén của hiệu thính viên địch. Dĩ nhiên các công điện đều được mã hóa hết sức khó khăn, y như thật, để địch không nghi ngờ. Nhiều xác chết cán binh Bắc Việt được cho mặc quân phục viễn thám, hay sĩ quan cao cấp quân lực Việt Nam Cộng Hòa có mang theo tài liệu tối mật trôi vào đất địch từ cửa Việt, cửa Tùng. Bọn tướng tá cộng sản hết sức bối rối và hoang mang khi đọc được ý định hành quân của quân đoàn 1. Từ đó chúng rối trích điều quân ứng chiến. Chúng ta nhớ là trong cuộc hành quân Lam Sơn 719 năm 71, một đại tá phòng 3 quân đoàn 1 cũng đã mang trong người kế hoạch hành quân. Máy bay trực thăng của ông bị bắn rớt gần căn cứ biệt động quân Bắc. Kế hoạch lọt vào tay quân cộng và chúng đã gây nhiều tổn thất cho quân ta. Bọn tướng tá Hà Nội luôn luôn khao khát muốn bắt được những kế hoạch hành quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa để chúng dàn trận chờ sẵn làm thịt các đơn vị quân ta. Vì vậy, Trung tướng trưởng đã hào phóng tặng cho chúng nhiều kế hoạch hành quân tuyệt mật. Trong đó quân dù sẽ nhảy dù hàng hàng lớp lớp xuống Quảng Trị và quân cọp biển sẽ đổ bộ ào ạt lên cửa Việt để cho những kế hoạch này y như thật. Các tàu đổ bộ thuộc đệ thất hạm đội Hoa Kỳ nhận trợ giúp quân Mũ Xanh từ biển tiến vào. Không lực Hoa Kỳ nhận cung cấp những máy bay thả dù. Ngày N1, tức ngày 27 tháng 6, hai cuộc hành quân lớn mang tên Ngọc Tuyền và Lâm Tuyền do cánh quân thứ nhất gồm 2.200 chiến sĩ nhảy dù nhận lệnh nai nịch súng ống tề chỉnh, mang dù chờ lên máy bay nhảy xuống Đông Hà. Nhảy dù thì có thật, nhưng nhảy lên Đông Hà thì không. Một nửa quân số lữ đoàn một dù của đại tá Lê Quang Lưỡng sẽ lên những chiếc xe GMC chạy ầm ĩ qua những đường phố thành phố Huế, làm ra vẻ như đang tiến ra mặt trận. Công cuộc hành quân giả này trông rất giống ngày quân ta ầm ĩ tiến ra Khe Sanh hồi năm 71. Cánh quân thứ hai với hai lữ đoàn thủy quân lục chiến đổ bộ lên bãi cửa Việt, đánh thốc lên giao tiếp với quân dù tại Đông Hà. Những chuyến xe GMC trộn triệp chở nhiều tiểu đoàn Mũ Xanh và địa phương quân chạy tới chạy lui từ khu vực quận Hương Điền ra cửa Thuận An. Từ Thuận An và bến tàu Tân Mỹ, các chiến sĩ cọp biển được các hải vận hạm lướt sóng chở thẳng ra cửa Việt, làm ra vẻ quyết tâm đổ bộ. Trong khi hải pháo Hoa Kỳ bắn dọn đường khá dữ dằn, một quang cảnh hùng tráng không thua gì cuộc đổ bộ giải phóng Normandy hồi Thế chiến thứ hai của quân đồng minh. Nhưng khi cách bờ chừng 3 cây số, thì rất không may cho quân Cộng Hòa, biển động mạnh, gió 30 gút, tàu không vào bờ được vì đang có bão lớn ô ra thổi qua, lệnh hành quân được hủy bỏ. Trung tướng Ngô Quang Trưởng phải cực nhọc đáp máy bay vào Dinh Độc Lập hai lần mới thuyết phục được Tổng thống Thiệu cho ông toàn quyền thực hiện kế hoạch lôi phong. Hai tuần trước ngày D, kế hoạch lôi phong, tức Thunder Hurricane, được gửi cho Dinh Độc Lập và Bộ Tư lệnh MACV của Hoa Kỳ. Ngày hôm sau, MACV bày tỏ quan điểm của phía Hoa Kỳ rằng Trung tướng trưởng chỉ nên tổ chức những cuộc hành quân đánh phá hạn chế hơn là tổng phản công. Trung tướng trưởng tìm kiếm sự ủng hộ từ phía chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 16 tháng 4, Tổng thống Thiệu gọi Trung tướng trưởng vào trình bày kế hoạch. Tổng thống Thiệu lắng nghe chăm chú bài thuyết trình của Trung tướng trưởng. Kế hoạch quá lớn và có phần táo bạo, nên Tổng thống Thiệu lấy một cây viết chì mở, vẽ những đường tiến quân đánh phá hạn chế của quân ta trên bản đồ. Đại tướng Trần Thiện Khiêm, Thủ tướng Chính phủ, cho thấy ông đồng quan điểm với Tổng tư lệnh, nhắc lại cuộc tiến quân không thành công của quân Pháp ngày xưa trên quốc lộ được đặt tên Con đường Buồn Thiêu. Trung tướng Đặng Văn Quang, Cố vấn An ninh Quốc gia, dĩ nhiên cũng không có ý kiến đi ngược lại hai người lãnh đạo lớn nhất. Trung tướng trưởng thất vọng, ông xếp hồ sơ lôi phong lại và bay về Huế. Suốt đêm đó, Trung tướng trưởng thao thức trằn trọc ưu tư chuyện nước non. Ông không thể ngủ được trong tình hình sôi bỏng thế này. Là cây cột trụ chống đỡ đất nước, ông nhận biết đã đến thời điểm mở cuộc đại phản công. Ba quân tướng sĩ đang hừng hực ý chí chiến đấu, thề quyết vượt sông đánh tan tành quân xâm lấn. Không còn thời điểm nào khác thích hợp hơn được nữa. Cái hùng khí cao ngất trời tưởng chừng có thể nuốt cả một trời sao.
hoành sáo giang sơn cáp kỷ thu, ba quân tỳ hậu khí thôn ngưu. Tức là cầm giáo ngang trời đã mấy thu, tướng sĩ khí hùng nuốt sao ngưu. Nếu không tận dụng, nó sẽ nguội xẹp dần xuống. Sáng ngày 15 tháng 6 năm 72, Trung tướng trưởng gọi điện cho Trung tướng Quang rằng ông không có một kế hoạch hạn chế nào khác, xin Sài Gòn gửi cho ông một kế hoạch và ông rất nghiêm chỉnh thực hiện kế hoạch đó. Đến 9 giờ sáng, Tổng thống Thiệu cho gọi Trung tướng vào Sài Gòn lần thứ nhì để nghe lại chi tiết kế hoạch. Ngày hôm sau, Trung tướng trưởng ôm kế hoạch lôi phong bay vào. Tổng thống Thiệu chấp nhận kế hoạch lôi phong. Bộ Tổng tham mưu thông báo MACV quyết định tối hậu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa là tái chiếm Quảng Trị đúng giờ G ngày D theo kế hoạch hành quân của quân đoàn 1. Chúng ta thấy chính phủ Việt Nam Cộng Hòa trong rất nhiều trường hợp đã chứng tỏ chủ quyền quốc gia, sức mạnh dân tộc tự quyết trước người bạn đồng minh hùng mạnh, tỏ rõ cho người bạn biết anh hùng hào kiệt nước Nam có cách đánh thắng quân Cộng sản. Nếu được giúp một tay, Tổng thống Hoa Kỳ Nixon cũng không có một chọn lựa nào khác ngoài việc ủng hộ vô giới hạn quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông ta cần một chiến thắng để cho cái ghế Tổng thống nhiệm kỳ 2 trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 72. Bộ Tư lệnh MACV nhận lệnh yểm trợ vô hạn cho cuộc phản công lôi phong, Trung tướng trưởng bay trở về Huế. Trong vòng 48 tiếng đồng hồ trước giờ G, một cơn sấm sét chết chóc của đủ mọi thứ hỏa lực, pháo binh, không quân, hải quân dội xuống những con đường tiến quân vận chuyển huyết mạch của quân Cộng. Những địa điểm đóng quân, dàn quân của địch liên miên bất tuyệt không ngừng nghỉ. Đại tá Lê Văn Thân, phụ tá hành quân quân đoàn 1, một sĩ quan pháo binh ngoại hạng, đã thiết kế lưới hỏa lực cho toàn bộ cuộc hành quân Lam Sơn 72 lôi phong. Giữa cái im ắng lạ thường có một buổi sáng cuối mùa hè đầu mùa thu, đột nhiên từ trên không trung có hàng ngàn tiếng xé gió trích buốt ốc cụp xuống nhiều vị trí quan trọng của giặc. Các sĩ quan pháo binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tính toán kỹ thuật pháo TOT, tức Time on Target, sao cho hàng trăm quả đạn pháo đủ loại ở nhiều khoảng cách khác nhau, nhiều vị trí, từ nhiều đơn vị cứ mỗi một loạt bắn đều rớt xuống một mục tiêu cùng trong một cái tích tắc. Cơn lôi phong chết chóc nổ ầm ầm chát chúa, đùng đùng liên hồi như tiếng sấm rền kéo dài không dứt trong suốt hai ngày đêm liền, đến sắt đá cũng phải vỡ tan thành tro than. Với chiến công đó, ông xứng đáng được vinh thăng chuẩn tướng. Cuộc dội pháo kinh khủng đến nỗi trên xác chết của nhiều cán binh Bắc Việt, các chiến sĩ Cộng Hòa đã tìm thấy những lá thư chưa được gửi về cho cha mẹ gia đình, diễn tả mức độ khốc liệt của pháo ngụy bằng những dòng chữ tuyệt vọng: chắc con phải chết. Tập thứ 2 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 3.